Nhìn thấy nó rõ ràng thích không? Cao có 30 phân các bác, hoàn thiện đấy nhé. Hoàn thiện, cây rất là lùn. Các bác nhìn có vẻ to nhưng mà lùn lắm. Lùn. Đấy, nhìn thấy không? Các bác cuối tuần rồi, làm cây hôm nay đàng hoàng rồi. Mai nghỉ chủ nhật. Các bác ai rảnh mai qua tôi chơi các bác nhé. Hôm nay tôi làm cái cây này. Cây này thì không có nhiều việc làm, nhưng mà cũng phải chỉnh sửa một chút theo đúng ý đồ của mình. Cơ bản tay chốt của nó rất là ngon rồi. Một cây xanh năm liền rất đẹp, rất rõ ràng. Các bác nhìn và hình dung đã thấy rõ ràng đúng không? Thực tế bây giờ anh em sốt nhiều đầu các thứ, tôi cũng thấy đẹp ấy, nhưng mà tôi không thích lắm. Tôi thích những cây rõ ràng, tay cút rõ ràng, thân cốt. Nó cứ lộn xộn không biết đâu là như thế nào thì cũng không đúng cái máu của tôi lắm. Có thể tôi vẫn sẽ thích một vài cây nhưng mà không đúng, nhưng cứ những loại này là tôi khoái này. Nó rõ ràng này. Tay ra tay, thần vệ, vai về, rõ ràng. Cái này cái danh làm điền. Đây các bác nhé, hình dung nhá. Cái chậu này chắc khoảng độ phủ bì không biết có được 60 không. Dài 60 và chắc rộng thì khoảng độ 30 các bác. 30, gọt lòng rộng 30. Cơ bản quay trở lại cây này nha các bác nhé. Chốt đẹp, rất đẹp. Bể bãi rất hài hòa nhé. Bây giờ nó có duy nhất một cái vết hạ cổ đây thôi. Vết hạ cổ đây thì không cháy được rồi. Thì ok, năm điền nuôi ok hết. Thì tôi sẽ đục thêm một khuyết một tí ở đây thôi, để cho cái đoạn này nó đặc biệt hơn chút. Đấy các bác ạ. Còn cái tay này người ta đục chỗ này xé ra là tôi rất là ưng rồi. Bởi vì là nó sẽ lộ được cái vai này ra. Trước nếu mà đặc này thì cái vai này nó không thoát. Đấy thì đã thoát được cái vai ra rất ok rồi. Đấy là về mặt trước. Mặt sau không nhé. Mặt sau cũng rất hay. Mặt sau rất hay các bác nhé. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Mặt sau này nó không đầy theo kiểu như của mặt trước, nó rất nhiều chiều. Rất hay. Quan trọng là tay cành vẫn là rất là chốt, vẫn rất ok. Đấy các bác nhìn. Bể bãi thì thôi khỏi chê rồi. Chỗ này chính là nó lõm vào một tí tôi lại thấy thích. Chứ nó đầy như này nhiều khi nó đơn điệu quá. Đấy. Vâng ạ. Đấy. Tay chốt rất hay. Một cái xanh nam điền tôi cho là cái cỡ này bê rất nặng nữa. Một mình bê nặng do cái chậu này nó cũng nặng nữa. Thì tôi cho rằng cái cỡ này thì nuôi lên thì để mà nói là chơi ấy, chứ thương mại thì chắc chắn là cây này là thương mại tốt rồi. Để mà chơi các bác thì xứng đáng đấy. Xứng đáng các bác. Đấy, còn các bác thấy nhu cầu của mình cao hơn hay là đẳng cấp hơn nữa thì tôi không dám bàn ở đây. Cơ bản là như thế này tôi rất thích rồi. Còn cây đẹp thì bên ngoài còn có cây đẹp hơn vô cùng lắm. Mà tôi rất khoái như này. Mình làm mà các bác. Mình làm mình có cái chốt rõ ràng rồi, mình làm nên mình thích lắm. Mình kế thừa được mà các bác. Quan trọng là kế thừa được. Nhưng về phá đi thì hết hơi. Bây giờ thì cái cổ này, cái ngọn này tôi phải làm thêm một chút nữa cho nó. Đấy thì bước đầu là tôi khuyết chỗ này đi, cho nó rõ cái ngọn này các bác nhé. Cái thứ hai là cho nó khỏi suôn một tí chỗ này. Còn những chỗ này thì sau nó mầm thở rồi sau nó già tự nó hay đi à. Chứ đục điểm gì. Nhiều bác nghiện cứ đục đẽo những cái chỗ này. Tôi thấy không cần thiết. Đấy thì tôi sẽ cắt cái ngọn này đi. Cái ngọn này là đang ngọn đôi này. Đang ngọn đôi thì sau thì nó bị rối cái ngọn. Và để đánh tay cành nó khó. Tôi cắt đi để nuôi lại cái nhịp sau. Lấy lại những cái mầm mà sau này để lọc sau, chứ những cái này là không dùng rồi. Không dùng được. Tôi sẽ cắt thấp xuống. Cắt thấp xuống. Đấy. Cây này chỉ có hai việc phải làm như vậy thôi. Và níu cái tay này xuống. Thế thôi. Cái tay phông này. Vậy thôi. Đấy. Không làm các bác nhá. Vào việc thôi.
Vâng. Nhìn thường bác đã sửa xong một số cái bước nhỏ thôi nhưng mà đã lên được nét cây rất nhiều các bác nhìn. Các bác không còn thấy cái chỗ này nó bị xuôn nữa đúng không? Đấy, thì đôi khi chỉ cần chỉnh một tí nó lại rất khác các bạn. Đấy. Tí và tôi phẫu tôi đẩy cái này xuống một chút. Xuống một chút. Vừa tách được cái bông dương này vừa đẩy phía này ra ngoài. Đấy, bên này thì ok rồi. Bên này đang đẩy vừa bắn vào đây ra là được. Sửa ở đây một tí. Đây. Hạ bên này xuống. Đây. Hạ cái này xuống một tí. Như vừa này các bác nhìn thấy ấy. Chỗ này tôi làm thì lúc nãy hình như không quay. Gỗ dương sau nó to, những cái chỗ này ra thích lắm. Tay cút. Cái còn cái này cắt vẫn hơi cao chút. Sau lấy mầm, chọn mầm nó ra xung quanh đây thì tôi sẽ cắt thấp xuống một lần nữa. Đấy, cắt thấp xuống một lần nữa. Nuôi cái này cho to cái cổ này. To cái cổ này. Và lại kéo sẹo thì nó be thì khi mà ra mầm đây là vừa. Ra mầm ở đây là vừa. Chỉ cắt bỏ 1-2cm nữa thôi. Đấy, là vừa. Cắt đấy là hợp lý rồi. Đấy. Rất đẹp các bạn. Rất đẹp, rất rõ ràng. Có vẻ tính mình thích rõ ràng quá. Mạch lạc. Mạch lạc. Anh em dân cây nói mạch lạc đúng không? Đấy. Sửa tí đây. Tí đây. Mấy tí thôi, không có độ tác động gì nhiều. Nhưng mà thành công nhất là cái tí này. Tôi là người không nghiện đục đẽo các bác. Cho nên tôi chỉ cố gắng tôi chỉnh một tí thôi. Như nhiều bác là đục toang chỗ này ra thành giờ hơi. Đấy. Các bác nhìn thấy nó rõ ràng thích không? Cao có 30 phần thì các bác hoàn thiện đấy nhé. Hoàn thiện, cây rất là lùn. Các bác nhìn có vẻ to nhưng mà lùn lắm. Lùn. Đấy, nhìn tí không? Tí không? Đấy, tuyệt vời. Cứ quay từ trên xuống các bác xem nhé. Đấy, phần chân như vậy. Trông móng. Đây không phải thoát rồi nhá. Chỗ này là điểm nhấn hay đấy các bác. Chân. Nhìn các bác nhìn thấy phần chân, phần dáng nó các bác sẽ thấy. Đấy. Chỗ lõm mới vào lại là một cái hay. Đấy. Bắt đầu từ trên xuống thôi nhé. Tay cánh rất mạch lạc. Cắt giật đẩy rất hay. Tôi đẩy cái này ra. Đó, sau trục nó ở đây này. Như đây. Nhìn đây. Đấy. Bên này thì đang chờ cái này bắn ra này. Là dừng ở đấy. Còn đây, chạy, trục chạy nào đây được không? Đây là bông dương không đỡ. Đây trục chạy đây. Trục chạy là cái này không? Cái nhỏ này. Đấy. Ngon rồi, ngon rồi. Cái này thì quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi nhiều. Đấy, cứ thế này mà bắt các bạn. Kể cả xấu cũng làm thành đẹp được. Về nuôi kiểu gì cũng đẹp. Tay cút đóng rõ ràng kia, nhìn các bạn nhìn. Tay cút rụt xịt. Tuyệt vời. Thiên hướng cái này hơi hoành ra một tí sang bên này các bác nhé. Cho nên là trồng là hơi đẩy phía sau thì. Và cái tay này là tay phóng, tay nhấn. Đẹp. Rất đẹp. Rất đẹp. Thực sự là phê các bạn. Thực sự là phê. Chúc các bác càng nhiều tác phẩm đẹp nhé. Cuối tuần vui vẻ. Mát trời chơi cây cối các bác nhé.